ZF là một nhà máy chuyên sản xuất các hộp số cho các thương hiệu xe nổi tiếng, ví dụ như Mercedes-Benz, BMW, Porsche đó. Thì bây giờ nó đã được tích hợp trên chiếc VinFast Lắc A này. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của NK Việt Nam. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc VinFast Lắc A phiên bản cao cấp Premium, sản xuất và đăng ký lần đầu tháng 9 năm 2019. Xe đã chạy được 1 vạn 2, mang biển Hà Nội. Và mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán với mức giá rất hợp lý, chỉ có 843 triệu đồng. Xe thì ngoại thất là màu bạc, nội thất là màu ghi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về mẫu Lắc A, một mẫu xe được tích hợp rất nhiều các công nghệ nổi tiếng của các hãng xe Đức tích hợp trên mẫu xe này. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết luôn. Vâng, thưa các bạn, thì hiện tại thì tôi đang đứng trước phần đầu xe của chiếc VinFast Lắc A 2.0 phiên bản cao cấp. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây, cái phần đầu xe của chiếc xe này nó thiết kế cực kỳ là hiện đại, cực kỳ là thể thao và mang một dáng dấp tương lai rất là nhiều. Đặc biệt là những cái phần như cái dải đèn LED đây, mọi người có thể nhìn thấy đấy không? Nó được thu nhỏ lại rất là nhiều, nhìn giống như một cái mí mắt, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo nữa là các phần như phần đèn pha bên dưới này, mọi người cũng nhìn thấy này, nó còn tương đối là mới, 2019, 2 năm sử dụng, nhưng cụm đèn pha nó rất là đẹp. Rồi phần cản trước này thì cũng đã được chủ cũ sơn lại một chút rồi. Và trên cái phần cản trước này cũng tích hợp tương đối là nhiều các công nghệ, ví dụ như cảm biến va chạm đó, rất nhiều các mắt cảm biến va chạm được trang bị ngay phần đằng đầu xe luôn. Rồi tiếp theo nữa là cái camera. Đấy, đây chính là phần camera đầu xe trong cái bộ điều camera 360 được tích hợp trên chiếc VinFast Lắc A này. Rồi logo của VinFast cũng còn rất là mới, đẹp, không có bị xước sát gì cả. Kể cả một những cái phần dải đèn LED chạy suốt từ đầu xe đến cuối xe, chưa có một hiện tượng gọi là nứt vỡ hay là bị ố vàng bên trong. Kể cả những phần nhựa của cái mặt ca lăng này cũng thế này, nó vẫn còn mang một cái màu đen nguyên bản từ nhà sản xuất. Ok, chúng ta sang phần phía thân xe này một chút ạ. VinFast Lắc A thì được định hình là phân khúc hạng D. Nhưng mà theo tôi đánh giá là tất cả mọi các hạng mục, kể cả chiều dài tổng thể của chiếc xe này, nó dài hơn những mẫu xe hạng D rất là nhiều. Nó lên đến những 14cm, khá là nhiều luôn. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về các chi tiết nữa. Thì đây chính là bộ mâm của chiếc VinFast Lắc A phiên bản cao cấp, có kích thước là 19 inch, một kích thước mâm tương đối là lớn, đa phần là tích hợp thiết kế trên các mẫu xe sang rất là nhiều. Đây, mọi người nhìn thấy đây, thì bộ mâm này thì nó cũng có một vài cái xước răm rất là nhỏ đó, nhưng mà nó chưa bị mẻ gì, còn tương đối là mới. Rồi thì tiếp theo nữa là đây chính là bộ lốp của theo xe. Đây, mọi người sang phía bên này có thể nhìn thấy đây, cái phần sơn đánh dấu của nhà sản xuất lốp này nó vẫn còn nguyên zin nhá, lốp tương đối là dày, mới có 1 vạn 2 thôi, 1 vạn 2 là một con số hoàn toàn chính xác. Rồi những cái phần lòng vè bên trong nhá, nó cũng chưa bị bong chóc gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không, cũng tương đối là cứng cáp, chưa có bị bong những cái ốc đinh tán như này đó, khá là ổn luôn. Rồi mọi người nhìn về cái phần thân xe của chiếc VinFast Lắc A này, nó rất là trường xe đó. Và cái phần gương chiếu hậu này đặc biệt là tôi rất là thích, nó được tích hợp tương đối là nhiều các công nghệ trên đây, có cả tích hợp mà sấy gương này, khi cài số lùi thì gương chiếu hậu nó sẽ tự cụp xuống này. Rồi cam 360 cũng có ở đây luôn đó, rất nhiều tính năng. Rồi tôi cùng mở cánh cửa lái ra. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây, đây chính là phần táp ly của cánh cửa lái, nó cũng còn rất là mới, cực kỳ là mới luôn. Mọi các nút bấm này, nó không bị bay một ký hiệu nào luôn. Tay lẫy mở khóa này,
Rồi, về phần táp ly này thì cũng được bọc cái phần da, da Napa. Lát nữa tôi sẽ nói cái phần về da Napa của chiếc xe này. Và trên cái phần phần trục A của chiếc xe này cũng được tích hợp cảnh báo điểm mù ở đây. Đó, rất nhiều công nghệ được tích hợp trên chiếc xe này. Về phần nội thất thì mọi người cũng có thể xem qua một chút. Đây chính là nội thất nguyên bản của chiếc xe. Nó rất là sang trọng và mới, sạch sẽ. Đây chúng ta cùng kiểm tra phần khung gầm của chiếc xe. Tất nhiên rồi, xe 2019 và đã được cái Enica kiểm định rồi, nên là những phần keo chỉ của xe nó còn nguyên zin hết bộ. Đó. Đó, tôi cùng mở cánh cửa thứ hai ra. Đây, tôi cùng ngồi vào trong ghế thứ hai. Đó, nó cực kỳ là rộng luôn. Đây tôi nói luôn, thì xe được trang bị là ghế da Napa, một công ty chuyên sản xuất da Napa tại bang California ở Mỹ. Một ghế da rất là nổi tiếng và cực kỳ là bền, sạch sẽ. Đó, ghế da này chỉ có những vật nhọn sắc cứa vào thì nó mới rách, mới hỏng được thôi. Còn lại bình thường nó không bao giờ nó hỏng, không bao giờ bị nhăn luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đó, ghế da rất là đẹp. Đây, mọi người cũng xem qua cái phần mâm xe của đó, nó cũng hoàn toàn là nguyên bản luôn, không có một vết xước gì cả, rất là đẹp luôn. Tất nhiên thì phanh thì cả bốn bánh đều là phanh đĩa, và đây là phanh đĩa đặc, và phía trước kia là phanh đĩa thông thông gió. Về công nghệ phanh thì cũng có đầy đủ các công nghệ phanh an toàn như ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, đầy đủ mọi tính năng an toàn được tích hợp trên mẫu xe Lắc A này. Rồi chúng ta sang phần phía đuôi xe này một tí. Về tổng thể ngoại thất của chiếc Lắc A 2019 này thì tôi đánh giá nó còn rất là mới, bởi vì xe mới chạy được 1,2 vạn thôi. Kể cả những cái cụm đèn hậu của chiếc xe này, mọi người nhìn thấy không? Nó hoàn toàn là nguyên bản như mới luôn. Đó. Không có một vết xước dăm, dù là vết xước nhỏ nhất cũng đều không có. Và xe cũng được trang bị cảm biến va chạm còn đằng sau. Tất nhiên thì có cả cam lùi rồi, cam 360. Cốp của chiếc Lắc A phiên bản cao cấp này thì được trang bị là chỉnh điện. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Và điều rất hay, nó là nó rất giống với mẫu xe Đức, đó là không có lốp dự phòng, mà sẽ có một bộ tự vá lốp. Đó, đây là phần bơm, đây là phần keo, tự vá lốp luôn, không có lốp dự phòng. Cốp thì cũng dung tích nó cũng nằm trong mức vừa phải thôi, cũng không rộng lắm. Đây, chỉnh điện này. Đó, chỉ cần một nút bấm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đi một vòng kiểm tra phần ngoại thất của chiếc VinFast Lắc A 2.0 phiên bản Premium. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần nội thất của chiếc xe. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đã vào trong khoang lái của chiếc VinFast Lắc A, và bây giờ tôi cùng để nổ máy lên. Đó, mặc dù xe để trong showroom, và khi tôi để nổ máy lên, tiếng máy nó rất là êm, không bị vọng vào bên trong. Rồi, cùng mở cửa kính ra cho nó sáng một chút. Đó. Rồi, đây thì toàn bộ phần nội thất của chiếc xe, mọi người nhìn thấy không ạ? Chỉ có hơn 800 triệu thôi, đã sở hữu một mẫu xe, có thể nói là nó trên phân khúc D một tí. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần cũ mới của phần nội thất. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây, cái phần trần xe nó hoàn toàn là nguyên bản, cũng rất là sạch sẽ luôn. Tất nhiên thì những người đi chiếc xe này là cũng những người biết giữ gìn xe và rất là yêu xe rồi. Mọi người nhìn thấy không? Nó hoàn toàn nguyên bản nhé. Trần không bị xù lông, bị gì cả. Đây, có cả phần rèm. Rèm chỉnh điện. Phần kính đằng sau. Đấy. Rất tiếc thì chưa có cửa sổ trời. Ghế da là ghế da Napa nguyên bản, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó rất là căng luôn. Ghế da này không bao giờ nó bị hỏng, bị nhăn được. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, chỉ dành cho các dòng xe rất là sang, thì nay đã được tích hợp ở trên chiếc VinFast Lắc A này. Rồi, cần số như thế mọi người nhìn này, xe đã chạy được 1,2 vạn. Cần số nó rất là đẹp, nó đẹp cả về thiết kế luôn. Đó, 1,2 vạn. Rồi, trên đây thì cũng có một vài cái nút bấm, ví dụ như nút để nổ start stop ở đây. Đó, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến, phanh tay điện tử. Rồi chúng ta tìm hiểu tiếp cái phần vô lăng của chiếc xe này. Đó, vô lăng thì cũng tích hợp cũng rất nhiều các công nghệ ở trên đây, ví dụ như là ga tự động cruise control, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, rất nhiều tính năng luôn.
Đánh giá về tổng thể về nội thất của chiếc xe này thì tôi đánh giá là nó còn rất rất là mới, 1:2, mọi người nhìn thấy không ạ? Không có một cái gì gọi là hao mòn theo thời gian rồi là xe chạy nhiều cả, rất là đẹp vô lăng từ đầu đến cuối đó. Chúng ta tìm hiểu công nghệ của chiếc xe này một chút thì xe được trang bị là màn hình cảm ứng 10,3 inch đó, tích hợp mọi các công nghệ ở trên đây, ví dụ như bản đồ chỉ đường này, Bluetooth này đó, đây đây điều hòa là điều hòa tự động hai vùng độc lập ở đây luôn, có công nghệ lọc khí không đấy mọi người nhìn này. Đó, toàn bộ là chính cảm biến hết ở đây, cực kỳ là hay luôn, rất là hiện đại trên chiếc xe này. Xe thì được trang bị là 13 loa, có hỗ trợ cả âm ly đó, điều khiển âm thanh nên là nghe phần chất lượng âm thanh của chiếc xe này rất là hay. Rồi xe cũng được trang bị cả wifi hotspot, tức là chiếc xe này có thể phát wifi ra và cho tất cả mọi người ở trên xe có thể dùng internet được. Và một tính năng cũng rất là hay, đó tính năng là sạc không dây cũng tích hợp ở trên chiếc xe này. Đây mọi người có thể thấy đây, đây chính là cái bệ sạc không dây của xe. Mình chỉ cần đặt chiếc điện thoại vào đây là nó sẽ tự sạc. Đó, rồi chúng ta cùng thử camera 360 một chút. Rồi, đó, đây mọi người có nhìn thấy không? Cam 360 nhá. Rất là hay, rất là an toàn. Đó, ok. Bấm VB. Rồi, có cổng phanh tay điện tử, khá là nhiều các chi tiết. Rồi, chúng ta đi tìm hiểu tiếp cái phần tablo của xe nhé, mọi người nhìn thấy không? Phần tablo này có tích hợp thêm cả những phần gỗ ở đây này, vân gỗ ở đây, nhìn chiếc xe nó rất là sang. Rồi những cái đường chỉ khâu ở đây. Cái phần này phần chỉ là phần nhựa giả da thôi. Đó. Nhưng mà nhìn nó thiết kế rất là sang trọng, rất là đẹp. Tất nhiên thì xe mới chạy có 1:2 thì mọi người nhìn đây, kể cả những cái viền mạ chrome xung quanh cái màn hình này anh vậy này nó còn chưa bị bay, bị bong chóc gì cả, khá ổn luôn. Ok, thế thôi, phần nội thất chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và mọi người muốn tìm hiểu về các công nghệ, các option của trên chiếc VinFast Lắc A này, mọi người có thể tìm hiểu ở trên mạng internet rất là nhiều. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chi tiết rất là đáng giá trên chiếc VinFast Lắc A này. Đó chính là phần động cơ, phần hộp số của chiếc xe này. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa các bạn, đây chính là phần khối động cơ của chiếc VinFast Lắc A phiên bản Premium. Thì ngay từ đầu thì tôi đã nói phần động cơ của chiếc xe này được tích hợp rất nhiều công nghệ. Đó chính là công nghệ tăng áp kép này, van biến thiên thông minh này, phun nhiên liệu trực tiếp, đó, tích hợp mọi công nghệ tiên tiến nhất bây giờ đã được tích hợp trên cái phần động cơ của chiếc VinFast Lắc A này. Và công suất cực đại của chiếc Lắc A này có công suất là 238 mã lực. Đó, đây là phiên bản Premium nên là có công suất là 238, còn những phiên bản tiêu chuẩn chỉ có công suất là 177 mã thôi. Kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp. ZF là một nhà máy chuyên sản xuất các hộp số cho các thương hiệu xe nổi tiếng, ví dụ như Mercedes-Benz, BMW, Porsche đó, thì bây giờ nó đã được tích hợp trên chiếc VinFast Lắc A này. Ok, thế thôi, chúng ta cùng đóng nắp capo lại. Nó rất là nặng. Rồi, vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu về chiếc VinFast Lắc A 2.0 phiên bản Premium. Sản xuất và đăng ký năm 2019, xe đã chạy được 1:2 biển Hà Nội. Và mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán mức giá là 843 triệu đồng. Xe được tích hợp vô vàn các công nghệ, ngồi thì vô cùng rộng rãi, rất nhiều các tính năng rất là hay của trên các chiếc xe Đức đã được tích hợp vào trên chiếc VinFast Lắc A này. Nếu mà các bạn quan tâm tới mẫu xe này hoặc muốn trải nghiệm cụ thể chiếc Lắc A 2.0 Premium này, xin mời đến NK Long Biên để trải nghiệm thực tế, hoặc có thể liên hệ với số hotline 091 850 7117 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau.